cái này cũng lớn quá rồi đó. Cô gái cư nhiên đem lẩu đến với thời cổ đại, gấp một miếng thịt bỏ vào trong nồi rồi chuẩn bị ăn. Càng quá đáng hơn là cô ấy còn chấm vào nước chấm linh hồn, cái này ai có thể chịu được chứ? Hoàng thượng nhìn thấy biểu tình đam mê của cô gái, anh ấy cũng không nhịn được mà học theo. Nhưng thịt đến bên miệng rồi lại có chút do dự. Thái giám thấy vậy, đề xuất nói giúp anh ấy thử độc trước. Cô gái kêu anh ấy nhanh chóng thử đi. Thế là hoàng thượng liền đem thịt bỏ vào trong miệng. Chỉ mới một miếng, thế giới mới của anh ấy đã được mở ra rồi. Thế là hai người đã bắt đầu niềm vui chỉ thuộc về mình. Cô gái còn cùng hoàng thượng cược, nói anh ta chắc chắn không ăn cay được. Hoàng thượng vừa nghe đã không vui, giật tương ớt của cô gái, không phục mà kênh cô ấy một cái. Trong lòng nghĩ xem thường ai chứ, anh ấy cứ thế trong tiếng la hét của cô gái mà đánh mất đi chính mình. Ngay lúc anh ấy đem miếng thịt nhét vào trong miệng của mình, anh ấy lập tức nhận ra được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Nhưng vì mặt mũi, anh ấy vẫn giả vờ trấn tĩnh mà ăn hết. Ăn xong lẩu, cô gái lại lấy sầu riêng ra. Một giây trước, hoàng tưởng cho dù đói chết từ nơi này nhảy xuống dưới, anh ấy cũng không chịu ăn một miếng nào. Tuy nhiên một giây sau, anh ấy không chỉ ăn một mình, còn đem đồ trong miệng của cô gái cũng giành qua. Cô gái còn mời hoàng thượng ăn sợi cay uống coca. Không ngờ hoàng thượng cư nhiên là một người ăn hàng đỉnh cấp. Cô gái đem những đồ ăn ngon từ hiện tại đến, anh ấy toàn bộ đều ghiền rồi. Ăn xong còn đòi ăn nữa, cô gái kêu anh nên biết điểm dừng. Hoàng thượng thấy cô ấy không vui, ngậm lấy sợi cay treo và lấy cung tên bắn về phía trái táo trên đầu cô ấy. Nhưng nhìn thấy biểu tình sợ hãi của cô gái lại dừng lại một chút. Anh ấy cảm thấy như vậy không ổn, cô gái mới thở phào một hơi. Không ngờ hoàng thượng bịt mắt lại, như vậy sẽ không nhìn thấy biểu tình của cô gái nữa. Cô gái trong lòng trực tiếp hỏi thăm mười mấy đời tổ tông của anh ta, chỉ thấy hoàng thượng xoay hai vòng rưỡi, sau đó bắn tên. Cũng may kỹ thuật bắn tên của anh ấy cao siêu, một phát liền bắn trúng trái táo rồi. Nhưng cô gái vẫn là ngất xỉu ngay tại chỗ. Hoàng thượng chơi vô cùng vui vẻ, cô gái lại không vui rồi. Tỉnh dậy xong liền lấy bảo vật trên trời dọa anh ấy. Trong tai nghe truyền đến âm thanh lạ khiến hoàng thượng giật bắn người. Cô gái cũng không ngờ anh ấy sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hoàng thượng đáp trả tay, nắm tay dạy cô gái bắn cung, trực tiếp một tên bắn vào hồng tâm. Cô gái vui vẻ vô cùng, liền ôm lấy hoàng thượng. Sau khi phản ứng lại, cô ấy ngại ngùng bỏ đi. Cứ như vậy, tình cảm giữa hai người cùng dần dần gia tăng, còn cùng nhau xem TV. Lúc tình cảm tăng cao, hai người đã phát triển đến giai đoạn tiếp theo, thành công trở thành anh em tốt. Không chỉ cùng nhau bỏ lên lầu cao ngắm trăng, buổi tối còn cùng nhau ngủ bàn lật trời đất. Nhưng khi cô gái ngủ lại nghiến răng và ngấy, tặng hoàng thượng một cái chân thối gần miệng, lập tức khiến anh ấy bị dọa tỉnh. Thế là anh ấy rảnh rỗi không gì làm, cư nhiên đích thân giúp cô gái rửa chân. Binh sĩ bên ngoài còn tưởng hoàng thượng đang ở bên trong vận động, càng tệ hơn là hoàng hậu cũng cho rằng như vậy. Cô ấy tìm đến nhà hoàn của cô gái mà phát tiết, muốn từ đó mà cảnh cáo cô gái rời xa hoàng thượng tí. Nhưng cô gái vừa mới biết chị em của mình bị người ta ăn hiếp, cô ấy tìm một cây gáo rồi lập tức dự định đi tính sổ. Thiên nữ không thể, ngự thiện phòng của ta có dao. Thế là cô gái cầm lấy dao đi tìm hoàng hậu tính sổ, không ngờ người cha quốc sư của cô ấy cũng ở đây, lần này thì ngại ngùng rồi. Thiên nữ nhanh chóng giải thích, nói bản thân đang luyện tạp kỹ, muốn biểu diễn cho mọi người một cái. Quốc sư nghe xong liền có hứng thú. Nhớ năm đó, lão phu nhìn thấy bao long tinh nuốt kiếm tuyệt kỹ, vậy thiên nữ tỷ tỷ biểu diễn chắc là nuốt sao trăng, chúng ta có phúc rồi. Thiên nữ lúc này bị dọa xanh rồi, lần này làm sao thu dọn hiện trường đây. Cô ấy nhanh chóng nói biểu diễn tay không nắm lưỡi dao, nhưng hình ảnh máu me quá, nói rằng lần sau đổi màn biểu diễn khác lại đến. Nói xong liền muốn bỏ chạy. Tuy nhiên quốc sư không có ý định bỏ qua cho cô ấy, nhất định muốn cô ấy biểu diễn tay không bắt lưỡi dao. Nha hoàn còn giật lấy dao của cô ấy, lập tức muốn quăng dao sang. Thiên nữ, cô chuẩn bị xong chưa? Bích Nhi quăng đây. Chỉ thấy cây dao vừa mới quăng ra, sắp sửa chém đến chỗ thiên nữ. Đúng lúc đó, hoàng thượng xuất hiện đỡ ngay trước mặt cô ấy. Thị vệ đem dao chém đôi. Tiếp theo đó, hoàng thượng liền muốn thu thập Nguyễn Thanh. Ngày thứ hai, cô gái đang cùng anh ấy thương lượng quốc gia đại sự, không cẩn thận đem bút đánh rơi. Ngay lúc muốn nhặt lại, tay của hai người đụng vào nhau. Thảm rồi, bọn họ rơi vào lưới tình rồi. Hai người phản ứng lại liền mắc cỡ xoay người đi. Lúc này, cô gái phát hiện dây treo điện thoại không thấy rồi. Đó là bảo bối anh tư của cô ấy. Cô ấy hoang mang tìm khắp nơi, không ngờ hoàng thượng đã đem nó giấu đi rồi. Vì để ghẹo cô ấy, hoàng thượng đem dây treo bỏ vào trong bồn hoa, kêu cô ấy đến bồn hoa xem thử. Nhưng vừa mới xoay đầu, bồn hoa không thấy rồi, thì ra là thái giám lấy đi cắt tỉa. Hoàng thượng nhanh chóng đuổi lên, bọn họ gọi thái giám lại. Thái giám vừa xoay người lại, dây chuyền liền rơi vào trong hồ cá. Hoàng thượng biết sợi dây này đối với cô gái rất quan trọng, thế là không quản thân mình liền nhảy xuống dưới kiếm vì cô gái nhặt lại sợi dây. Lúc này vừa đúng lúc nữ tâm cơ đi ngang qua và thấy được màn này, nhìn thấy hoàng thượng quan tâm người con gái khác như vậy, cô ấy ghen rồi, quyết định phải trị cô gái này thật tốt. Sao rồi, bà dì ta đến rồi? Là bà dì của thiên nữ đến rồi à? Lan Nhi lập tức đi bẩm báo thái hậu, hoan nghênh dì của thiên nữ đến. Cô gái nói không phải ý đó, sau đó chỉ xuống phía dưới. Nha hoàn lập tức hiểu ý, cô ấy nhanh chóng lấy đến một sợi dây đỏ, nói với cô gái bên trong là cho thực vật, như vậy không vệ sinh quá rồi. Nhưng mà chúng ta đều dùng cái này. Cô gái mới biết cô gái cổ đại thật sự không dễ dàng gì, nhưng hiện nay chỉ đành dùng tạm bợ thôi. Không ngờ công công cư nhiên ở trong cung thông báo chuyện này. Bây giờ tất cả người trong hoàng cung đều biết cô gái bị đau bụng kinh rồi, điều này ngại chết đi mất. Tuy nhiên phúc lợi của cô ấy quả thật không tệ, không chỉ có ngự thiện phòng tỉ mỉ chuẩn bị nước đường đen, còn có thái y của hoàng thượng cũng đến xem cho cô ấy. Ông ấy lấy ra một cây ngân châm, nói rằng giúp cô gái lưu thông máu, nhưng cô gái trước giờ chưa từng nghe bị đau bụng kinh phải châm cứu, trong lòng cô ấy hoang mang vô cùng. Thiên nữ yên tâm, đến tháng đau bụng là khí huyết không thông làm ra.
Nói xong Thái Y liền bắt đầu chờ đợi thời cơ, ngay lúc cô gái uống nước đường đen, Thái Y liền đâm qua. Cô gái bị dọa đến hét lớn, nhưng phản ứng lại mới phát hiện, cư nhiên thật sự không đau. Hoàng thượng biết cô gái đau bụng kinh, còn quan tâm mà đem gà sang, chuẩn bị cho cô gái bồi bổ sức khỏe. Nhưng đến trước cửa, anh ấy phát hiện đã bị vương gia giành trước một bước rồi. Vừa đúng lúc đã đưa gà đến cho cô ấy ăn. Mấy người ăn đến vui vẻ vô cùng, nhìn thấy cô gái cùng vương gia ở bên nhau vui vẻ như vậy, hoàng thượng lập tức nổi cơn ghen, thế là lập tức hạ chỉ, kể từ ngày mai, trong cung không được xuất hiện gà nữa. Không ngờ hoàng thượng cũng lộ ra rồi, nhưng sau khi quay về, hoàng thượng khó ăn khó ngủ, vừa nghĩ đến hình ảnh cô gái và vương gia vui vẻ với nhau, anh ấy liền tức giận không nói ra được. Vì muốn chút giận, anh ấy liền kêu Ngự Thiện phòng chuẩn bị một ít món cay, anh ấy muốn cùng cô gái dùng thiện, nhìn thấy cả bàn đều là những món cay thơm ngon, bản thân chỉ có thể ăn cháo trắng, cô gái trong lòng bị dày vò vô cùng. Hoàng thượng một bên vừa ăn vừa ám chỉ, ta biết thân thể cô không khỏe, những thứ đồ cay nóng này, cô ăn không được. Ngon quá đi thôi, tên này nhìn đến tôi cũng nhịn không được mà muốn cho anh ấy hai đạp, cô gái cũng bị tức đến bốc hơi rồi. Thế là cắm đầu mà ăn cháo trắng, nhưng điều khiến cô ấy bất ngờ là hương vị của cháo trắng nơi này cũng khá ngon nha. Thì ra đây là hoàng thượng tốn tâm huyết ngào cho cô ấy. Hoàng thượng cũng căng thẳng mà hỏi cô gái có ngon hay không. Cô gái nói ăn vào không giống như Ngự Thiện phòng làm. Vậy thì Khiêm bao trưởng làm ngon, hay là tô cháo này ngon? Làm sao nói nhỉ, Khiêm bao trưởng làm ngon. Còn không, nhìn thấy cô gái một ngụm ăn hết, hoàng thượng trong lòng vui như nở hoa. Còn, trải sự tận tình chăm sóc của cả hậu cung, cô gái thân thể rất nhanh đã khỏe lại. Tuy nhiên một âm mưu cực lớn lại sắp đến, thuộc hạ của quốc sư tìm đến cô gái, nói muốn tặng cô ấy một căn biệt thự. Cô gái nghe xong vui mừng cực kỳ, ngây thơ mà đi theo sang đó. Nhưng khi cô ấy vừa mới đẩy cửa vào, nơi này cư nhiên thi thể ngổn ngang, cô gái liều mạng rửa đi vết máu trên mặt mình, càng muốn rửa đi tội danh giết người của mình. Những màn vừa mới xảy ra cứ thế lặp lại trong đầu cô ấy thất thần mà núp vào trong bồn tắm, không ngừng tự trách bản thân, trách rằng bản thân nhất thời tham lam, đã nhận lấy biệt thự của quốc sư tặng. Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của quốc sư, cô gái cả mặt ngây thơ, năm phòng hai sảnh, quốc sư tưởng rằng cô ấy chưa nhỏ, không ngờ trong lòng cô ấy vui như nở hoa rồi. Nhưng cô ấy vẫn có chút đề phòng, cảm thấy quốc sư nhất định có ý đồ khác. Căn phòng này không thể nào cho tôi không được. Thiên nữ suy nghĩ nhiều rồi, lão phu là tán thưởng tài hoa của thiên nữ và khí chất xuất phàm thoát tục. Thiên nữ nghe xong lập tức nhận lấy rồi, mà lúc này cô vẫn chưa biết đây sẽ là sự bắt đầu cho ác mộng của mình. Ngày thứ hai buổi sáng, quốc sư liền phái người đến dẫn thiên nữ đi xem phòng. Cô ấy hưng phấn vô cùng, chạy đến trước ngôi nhà. Wow, căn nhà này cũng khí thế quá rồi. Thiên nữ hài lòng không ạ? Hài lòng vô cùng tuyệt đối. Nhưng ngay lúc thiên nữ đẩy cửa vào, thiên nữ không dám tin vào một màn trước mặt. Ở đây dường như là địa ngục trần gian vậy. Thì ra biệt thự là giết sạch cả nhà người ta rồi cướp về. Quốc sư vì để cho thiên nữ cảm nhận kết cục khi chống đối với ông ấy, đã cẩn thận lên kế hoạch cho cảnh này. Thiên nữ cảm thấy vô cùng chấn kinh, cả nhà này đều bị giết sạch, chỉ còn lại một đứa trẻ đang khóc lóc, thấy rằng sắp sửa bị thị vệ chém giết rồi. Đừng! Hoàng thượng sau khi biết tin liền chạy sang, nhưng lúc này đã muộn rồi, ở đây chỉ còn lại thi thể của một nhà. Hoàng thượng gấp gáp tìm kiếm thiên nữ, lại ở trong góc trong cùng phát hiện được cô ấy. Thiên nữ bởi vì chịu sự kinh sợ, hiện tại tinh thần hoang mang, là tôi đã nhận lấy nhà của quốc sư. Không phải, vì thế bọn họ mới chết, điều này không có liên quan đến cô không cần tự trách, trách tôi. Nhìn thấy thiên nữ đang bi thương cùng cực, hoàng thượng phân nộ mà nhớ đến năm đó, anh ấy nhìn ân sư của mình bị xử quyết, anh ấy lại bất lực, chỉ vì trong tay quốc sư nắm binh quyền, quyền lực đã lớn đến một tay che trời. Hoàng thượng chỉ đành quỳ xuống xin quốc sư tha mạng, cầu quốc sư tha cho đế sư, thái tử. Đầu gối có thể quỳ trời đất phụ mẫu, không thể quỳ gian thần. Đế sư thà chết không khuất phục cứ thế bị gian thần sống sờ sờ mà đánh chết. Đế sư, người đúng đắn, không sợ gì cả, người đúng đắn, không sợ gì cả. Quả nhân nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Sau khi biết chuyện này, vương gia cũng tức giận vô cùng, anh ấy quăng một con gà chết cho quốc sư, cảnh cáo ông ấy cẩn thận như con gà vậy bị giết chết. Tuy nhiên quốc sư không bị dọa đến, còn kêu vương gia tự mình cẩn thận chút, bổn vương chống mặt đợi xem. Vương gia vì thiên nữ mà mình yêu, cuối cùng vẫn là cúi đầu trước quốc sư. Quốc sư cư nhiên muốn anh ấy quỳ xuống, vương gia chỉ đành không phục mà quỳ xuống trước mặt ông ấy. Tuy nhiên quốc sư không có ý định bỏ qua cho thiên nữ. Chó vào miệng cọp, làm sao có thể bỏ qua. Cô gái đem gà rán và hamburger đem đến cổ đại, món khai vị thật sự rất ngon. Vương gia và nha hoàn không nhịn được mà bắt đầu ăn, chỉ ăn một miếng, vương gia liền bị kinh ngạc đến, cảm thán tài nghệ của thiên nữ quá giỏi. Thiên nữ da mặt cũng đủ dày, cư nhiên nói hamburger là mình phát minh ra. Còn chưa đợi bọn họ dùng xong món khai vị, Nguyên Thanh đã đem một đống trang sức đến đòi tặng cho thiên nữ, nói rằng có chuyện muốn nhờ giúp đỡ, còn đem nha hoàn và vương gia đuổi ra ngoài. Thì ra cô ấy muốn thiên nữ hối thúc hôn sự giữa mình và hoàng thượng. Cô ấy nói với thiên nữ, người cha quốc sư của cô ấy đã tay nắm binh quyền, ám chỉ thiên nữ nên chọn đúng đội. Cha có thể cứu thiên nữ, tự nhiên cũng có thể giết chết thiên nữ. Đối mặt với cả nhà quốc sư vô pháp vô thiên, thiên nữ khó xử vô cùng, cô ấy muốn từ chối uyển chuyển, không ngờ Nguyễn Thanh liền muốn kêu cha của cô ấy sang đây. Đừng, cô xem cô kìa, đừng có gì cũng làm phiền đến cha. Thế là thiên nữ chuẩn bị đi tìm hoàng thượng thương lượng.
Đến trước cửa, cô ấy phát hiện hoàng thượng đang nói chuyện với thái hậu, thì ra thái hậu cũng hiểu rõ Quốc Siêu tay nắm binh quyền, vì để cho hoàng vị có thể ngồi vững, bà ấy cũng ép hoàng thượng cưới Nguyễn Thanh. Thiên nữ vừa nghe, xem ra tính mạng của mình được giữ rồi, vừa chuẩn bị đi về phủ lại bị hoàng thượng phát hiện. Hoàng thượng nói với cô ấy, anh ấy không muốn cùng Nguyễn Thanh thành thân, muốn thiên nữ nghĩ cho anh ấy một cách chu toàn. Thiên nữ thăm dò hỏi một cái, nếu như bọn họ thật sự thành hôn rồi sẽ như thế nào, quả nhân sẽ lấy cái chết để tỏ rõ, vậy còn được, không có quan hệ gì với tôi. Trước khi chết, quả nhân sẽ giết ngươi trước. Lúc này thiên nữ cũng đơ rồi, vậy phải làm sao mới đúng đây? Cô ấy chỉ đành khen Nguyễn Thanh, Nguyễn Thanh cũng đẹp mặt, tất nhiên không có đẹp như tôi rồi. Điều này quả nhân không dám công nhận nha. Được thôi, vậy ngươi sợ cái gì, thành thân đi, qua được thì qua, không qua được thì ly thân. Tuy nhiên hoàng thượng thái độ kiên quyết, bởi vì trong lòng anh ấy sớm đã có người rồi, người trong lòng chính là thiên nữ ở trước mặt này đây. Trước đây anh ấy luôn nghe người khác sắp đặt, đi làm những việc mà mình không nguyện ý, thậm chí đến cả ân sư của mình cũng không cứu được. Cho đến khi thiên nữ xuất hiện, anh ấy mới phát hiện cái gì cũng không cần tuân thủ, có những quy tắc bản thân cũng có thể cố gắng đánh vỡ. Thiên nữ cổ vũ qua anh ấy, một bàn tay nắm hiện tại, một bàn tay nắm tương lai. Hiện nay thiên nữ đã chịu liên lụy, hoàng thượng không thể cứ ngồi đợi như vậy nữa. Cuối cùng anh ấy đã nghĩ cách, anh ấy dự định dùng thân phận của thiên nữ để tuyên bố chiếu thư, lấy danh nghĩa của thiên nữ hạ chiếu, nói hoàng thượng cùng Nguyên Thanh không phải cặp đôi trời tác thành, cưỡng ép thành hôn là hành động nghịch ý trời. Như thế bọn họ sẽ nể mặt ông trời mà hủy bỏ hôn thú. Nhưng điều này cũng biểu hiện rằng thiên nữ và hoàng thượng công khai chống đối với cả nhà quốc sư. Thiên nữ sợ hãi tột cùng, không nỡ đem chiếu thư đưa lên. Tuy nhiên lúc đọc chiếu thư, nội dung lại là hoàng thượng và Nguyễn Thanh trời sinh một cặp, chọn ngày liền thành thân. Thiên nữ chấn kinh vô cùng, liền đi hỏi hoàng thượng chuyện gì. Quả nhân nói qua phải bảo vệ nàng chu toàn. Nhìn thấy hoàng thượng hy sinh mình để bảo vệ cô ấy, thiên nữ đau buồn vô cùng. Tuy nhiên Nguyễn Thanh người đã ngồi vững ngôi hậu cũng vì thế mà bắt đầu hoanh hoang, bổn cung thống trị hậu cung, người đầu tiên bắt đầu trừng trị sẽ là ngươi. Ngươi đừng có quá đáng, có phần ngươi lên tiếng à. Dám đánh bạn ta, điên rồi sao người? Bởi vì ngồi vững ngôi hậu rồi, Nguyễn đại tiểu thư trực tiếp lật mặt, nói rằng thống trị hậu cung, người đầu tiên sẽ lấy thiên nữ ra khai đao. Cô ấy còn trực tiếp kêu nha hoàn Bích Nhi đến thông báo ngự thiện phòng, phải đem thiện thực điều chỉnh thành tiêu chuẩn của hoàng hậu. Tuy nhiên bao trưởng cũng không phục cô ấy, nói căn bản không nghe nói qua hoàng hậu, mọi người cũng dần hùa theo, nhìn thấy bọn họ không đem đại tiểu thư đặt vào trong mắt, Bích Nhi uy hiếp nếu bọn họ không làm theo sẽ chảm bọn họ. Thuộc hạ của bao trưởng nghe không lọt tai, trực tiếp xông vào, ê cẩn thận. Đây là thứ gì mà hôi như vậy, nước phân, các ngươi đợi đó cho ta. Không ngờ Bích Nhi cũng không phải đèn cạn dầu, về đến nơi liền thêm mắm dặm muối mà cáo trạng lên Nguyễn Thanh, nói vốn dĩ nước phân là chuẩn bị cho cô ấy, nếu như cô ấy đi thì làm sao tránh được. Ám chỉ cho Nguyễn Thanh là lúc chấn chỉnh lại hậu cung rồi. Nguyễn Thanh vừa nghe, không nói gì liền một cái tát sáng qua, cô đang dạy ta làm việc sao? Bích Nhi không dám. Rất nhanh Nguyễn Thanh đã bắt đầu kế hoạch rồi. Bao trưởng đem những chuyện vừa mới xảy ra nói cho thiên nữ nghe, thiên nữ nghe xong thoải mái vô cùng, liền nhận bao trưởng làm anh em. Được, anh em này ta nhận chắc rồi, nào, cạn ly. Vài người đang ăn uống vui vẻ, không ngờ thuộc hạ nhanh chóng chạy đến nói xảy ra chuyện rồi. Thì ra là Nguyễn Thanh đến ngự thiện phòng kiếm chuyện rồi, chuyện này không ổn rồi. Bao trưởng và thiên nữ nhanh chóng chạy đến hiện trường, phát hiện Nguyễn Thanh nhân lúc bao trưởng không ở đây, đang lấy đám thuộc hạ của ngự thiện phòng ra khai đao. Thiên nữ hỏi Nguyễn Thanh đây là ý gì, Nguyễn Thanh giải thích nói cô ấy trong cơm nước có sâu, những người trong ngự thiện phòng quá bất cẩn, cô ấy đến đòi một lời giải thích. Đây làm gì là trong cơm nước có sâu chứ, rõ ràng là bên trong sâu có cơm chứ. Đây rõ ràng là vu oan cho chúng tôi. To gan, bổn cung là hoàng hậu tương lai, ngươi có thể làm gì ta? Người đâu, đánh cho ta. Bao trưởng thật sự không nhẫn tâm, liền thay anh em nhận lấy toàn bộ trách nhiệm. Không ngờ Nguyễn Thanh đem số roi trên toàn bộ mọi người đều cộng vào anh ấy, cư nhiên đòi đánh một mình anh 800 trượng. Ngươi đừng có quá đáng quá, thêm 10 trượng. Nguyễn tiểu nhị, lại thêm 10 trượng. Bao trưởng thật sự là một người đàn ông đích thực, vài trăm trượng cũng không la hét một tiếng. Điều này khiến cho Nguyễn Thanh vô cùng không thoải mái, thế là kêu người lật anh ấy lại mà đánh. Tâm địa quả thật ác độc, thấy rằng bao trưởng sắp sửa bị đánh chết rồi, vương gia kịp thời đến, Nguyễn Thanh biết vương gia không dễ chọc, chỉ đành rút lui trước. Bao trưởng tạm thời giữ được một mạng, nhưng thiên nữ càng nghĩ càng tức, cô ấy biết Nguyễn Thanh sẽ không dễ từ bỏ như vậy. Không ngoài dự đoán, buổi tối hôm đó, người chị em tốt của cô ấy bị mưu hại rồi. Mà cô ấy lại không biết gì, cô gái đeo tai nghe quẫy theo nhạc, hoàn toàn không biết nha hoàn bên cạnh đang bị mưu hại. Cho đến khi cô ấy bị người ta kéo đi, thiên nữ mới phát giác ra một chút động tĩnh, nhưng lúc này đã tối rồi. Ngày thứ hai, cô ấy tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Lan Nhi, lúc này mới phát hiện cô ấy không thấy rồi. Phái người tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm thấy, thiên nữ vô cùng lo lắng cho cô ấy, cứ có trực giác là cô ấy có nguy hiểm, thế là cầm lấy bức họa của cô ấy đi nghe ngóng khắp nơi, nhưng sau khi tìm một vòng cũng bật vô âm tín. Nhìn thấy dáng vẻ thiên nữ đau lòng rơi nước mắt, hoàng thượng không hiểu, chỉ là một cung nữ mà thôi, cô tại sao phải căng thẳng như vậy chứ? Nếu như cô thích, quả nhân liền cho thêm ngươi vài người là được rồi. Tuy nhiên thiên nữ trước giờ chưa từng xem Lan Nhi là cung nữ, cô ấy nói với hoàng thượng, quan hệ giữa bọn họ là bạn bè có thể tay nắm tay đi vệ sinh.
Hoàng thượng vẫn không hiểu, nhưng hoàng hậu đã đem chuyện này nói với thái hậu, nói thiên nữ chỉ vì một cung nữ mà làm náo loạn cả lên, thái hậu cũng cảm thấy mất hết thể thống. Vì thế liền ra lệnh, các ti trong cung không được làm những chuyện vượt quyền, hiện nay không ai nguyện ý giúp đỡ tìm kiếm, thiên nữ càng thêm hoảng. Lúc này đứng bên cô ấy chỉ có một mình vương gia, vì để có thể điều động tích cực mọi người, thiên nữ quyết định sử dụng sức mạnh đồng tiền, bao trưởng cũng rất nói nghĩa khí, đem hết toàn bộ tiền cưới vợ ra. Thời này làm đầu bếp có thể kiếm tiền như vậy sao? Mà vương gia chỉ lấy ra một đống bức thư pháp, thiên nữ cũng nhìn không được nữa, cảm thấy anh ấy quá keo rồi. Bao trưởng cũng cảm thấy vương gia không có thành ý, không ngờ vương gia tùy ý cầm lấy một bức đã là 500 lượng rồi. 500, cái này có thể nhiều hơn chút. 2000, cái này cũng nhiều hơn chút. 10000. Bao trưởng lập tức chấn động rồi, chỉ đành ở một bên im lặng không lên tiếng. Quả nhiên có tiền làm gì cũng thuận tiện, cung nữ và thái giám không ai từ chối. Tuy nhiên việc này lại dẫn đến một vấn đề khác, đó là mọi người đều ôm lấy tâm trạng đếm nhận thượng thôi, căn bản không có ai đưa được manh mối chính xác. Thiên nữ, tôi ở chỗ thị vệ nhìn thấy cô ấy đang luyện võ đó. Thị vệ không phải đều phải luyện võ sao? Lan Nhi là cung nữ, là con gái đó chị hai. Cho dù cô muốn gạt ta, cô cũng nên ở nhà chuẩn bị bài vở tí chứ. Đi. Một câu nói liền khiến cô ấy khóc rồi, nhưng vương gia dịu dàng hào khí vẫn đưa tiền cho cô ấy. Được rồi, sau này gạt nhiều tí sẽ có kinh nghiệm thôi. Cảm ơn Ly vương gia. Cho đến buổi tối,